Rồi tiếp theo là phần dự thi của bạn mang số báo danh 04 Võ Duy Linh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chào các bạn, mình tên là Võ Duy Linh, mình đến từ Thủ Đức. Hôm nay mình đến cuộc thi đây là thứ nhất là mình để ổn là chính, cái thứ hai là mình để mình trao đổi kiến thức với những bạn có chung điểm đam mê riêng với nhau. Thì hôm nay mình xin đăng ký với mức tạ là 185 con. Ghê vậy, 185 pound thì chúng ta phải set up lại cái máy để gần thôi các bạn. Hôm nay chúng ta xin đến phần dự thi của thí sinh Võ Duy Linh, số báo danh 04 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Anh đăng ký mức tạ là 185 pound. Một tác phẩm rất chuyên nghiệp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cố lên, cố lên. 16, 17, 18. Và đây là kết quả của thí sinh mang số báo danh 04 Võ Duy Linh, sinh năm 1992 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cân nặng của anh là 68,5 kg. Khối lượng tạ Duy Linh đăng ký là 185 pound. Số rep anh đã thực hiện được đó là 18 rep. One rep max của anh là 295 và sức mạnh tương đối là 1,94. Xin một tràng pháo tay cho kết quả vừa rồi. Cảm ơn phần dự thi của bạn Lê Tấn Phát. Sau đây là phần thi của bạn Võ Duy Linh, xin mang số báo danh 04. Chúc anh có những bộ ảnh thật tuyệt vời.